từ những thân hình mũm mĩm, họ đã thực sự lột xác ngoạn mục. Ngọc Khánh, Bố Tú, Lốc Vượng, ai sẽ là quán quân bước nhảy ngàn cân 2016? Đón xem đêm trao giải truyền hình trực tiếp cùng Vuong Huy Trận, Lam Vinh Hung, Vuong Ngoc Ha, Du Phuc Thinh, Ngoc Thanh Vân và Chấn Thanh. Đón xem đêm trao giải truyền hình trực tiếp ngày 13 tháng 11 năm 2016. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.